Điều tiếc nuối nhất mà bạn chưa làm ở dưới mái trường trung học phổ thông là gì? Mình trước ha, đó là mình đã không có một cái mối tình thời học sinh. Hồi đó mình đúng kiểu mọt sách luôn, nhưng mà đằng sau những cái dáng vẻ rất là chăm học, nghiêm túc trên lớp thì mình cũng thích thầm một bạn con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, nhưng mà chỉ là để trong lòng thôi, không bao giờ nói ra. Bởi vì mình nghĩ là mình với bạn đó có một cái khoảng cách xa ơi là xa, mà dù mình có nói ra thì chắc chắn bạn đó cũng sẽ từ chối. Cho nên là mình thích thầm bạn đó tầm đoạn đầu là 6-7 tháng gì đó. Đến khi mà bạn đó công khai có bạn gái trong lớp của mình luôn thì thôi, coi như là một kỷ niệm đẹp thời học sinh. Nhưng mà câu chuyện chưa dừng ở đó nha. Cái năm lớp 11-12 á, mình ngồi kế một cái bạn, mình không hiểu sao bạn đó cục xúc vô cùng luôn á. Chắc mấy bạn ngoài Bắc á sẽ gọi là hơi ngốc ngốc, nhưng mà mấy bạn trong Nam mình á, xin lỗi mình nói hơi thô chút xíu, mình kêu là bạn đó giống thằng khùng á, lúc nào cũng kiếm chuyện với mình, chọc cho mình la, giấu đồ của mình, rồi kiểu troll mình mấy cái trò của học trò đó. Mình tức điên luôn á. Có đoạn mà mình dùng một cái thước kẻ làm ranh giới giữa mình với bạn đó và giận nhau suốt 3 tháng trời không nói chuyện. Thật tình lúc đó là mình rất là ngây ngô luôn, không có nghĩ là cái bạn này có tình ý gì với mình. Mà mãi mãi đến ngày cuối cùng của năm học thì bạn đó tỏ tình, lúc đó thì quá muộn rồi.